Hello anh em ơi, em Trường với ngành xe máy cánh thép đây. Hôm nay em sẽ lên cho anh em mình con cờ lê Thái nha anh em, 150. Đó, những cái màu nó độc quá, màu xanh nhám, xanh nhám ha. Lê Thái màu đen, màu trắng đồ anh em thấy nhiều ha. Nhưng mà cái màu xanh này nè, nó màu xanh này mình ít thấy nè. Con này đời 2020 nha anh em. Đó, thường thường mấy dòng này á, nó mình coi cái đát nó để chữ Thái chứ gì không mà mình coi mình biết đâu. Đó, anh em dặn cái đát yên rồi lên nè. Đây, cái yên kia nó là nó có cái đát nữa chưa. Đó, đó nó có đát nữa chưa. Đó, chấm 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 ngay số 2020 đó nè. Đó, mình cứ so vào đây là mình coi mình rồi mình biết cái đời xe ha. 2020 chứ vỏ đâu nè. Nè, vỏ đâu nè nè. Đâu rồi, có cái đát vỏ. Em coi rồi cái đát vỏ cũng đúng đời 2020 luôn. Đó, vỏ trước sau còn vậy mo luôn ha. Xe này ô đô đi có 9.000 à. Tính quay cái đát cho anh em coi mà sợ mất thời gian anh em quá. Quay tìm lâu quá. Đúng đó, nãy kiểm tra đúng đát ha. Nè, ô đô 9.300 nè. Đó. Xe mới chát luôn anh em ơi, mới ken spend luôn. Tay thắng tay bọng rồi là chưa có mà hao mòn nước sơn nè anh em. Hai bên tay thắng là chưa có dấu gọi là hao mòn nước sơn gì luôn ha. Nó chứng tỏ là xe mình nó đi ít, nó đi đúng mô đô 9.000. Đây, cốt bọng gì trước là nhìn nó mới chát là đẹp ghê ha. Đó, cái vỏ sau nó xài là đát 2020, nó trước này là đát 2021 nè. Nhưng mà nó cũng là nó đúng đó, nhiều khi nó lấy cái nó cuối á, cuối đời 2020 cái nó hết hàng nó lấy cái kéo của thằng của thằng 2021 nó xài luôn, cái đó chuyện bình thường anh em mình chơi xe mình cũng biết rồi đó. À, 2020 luôn anh em ơi, nhầm nha. Trời ơi, nãy coi thấy không? À, 2021 đó. Tại cái vô cái điện thoại cái nó bị mờ mờ anh em, đó nó bị cái điện thoại mờ mờ nè. Đó, số 2021 ha. Đó. Nhưng ngày cuối nó cuối đời á, cuối đời 2020 nó lấy cái nó kéo lên, nó lấy cái phụ tùng của 2021 nó xài, cái đó chuyện bình thường. Nhưng mà đúng ha, đúng chắc vỏ zin rồi theo xe của người ta. Đó, trước sau đồng đều với nhau, gai bọng còn dày mo luôn. Quá đời, cái chiếc xe này quá đẹp. Không một lỗi luôn. Test cái máy cho anh em nghe tiếng máy nè. Cái này là cái ô đô nó quét trong máy ha. Đậu này chỗ lên ga nó cũng lên thế này, nó quét trong máy cho nó không xài kìa, nó không xài cái khế trước nha. Máy im quá im, máy quá chắc. Đó, giờ mấy cái lò xo trống mà mình đủ biết cái chắc xe rồi nè. Lò xo nó còn trắng tươi dần khè nữa, lóc liếc rồi không có miếng mà nổ sơn nó bọng như chớn ha, rất là đẹp luôn. Ốc tán này nè, này coi ốc tán nè, đó ốc tán nữa sang chân luôn. Đẹp quá ha, xe này là hết chỗ chơi rồi. Màu nhìn nó độc đáo anh em. Xe này là bây giờ mình kết cái màu đó, nhìn cái màu nó màu xanh nhám nhìn nó đẹp. Nó mâm đồ ngay thẳng ha, không có bị cong, bị quẹo gì đó. Đây, cái cò bô là đúng cò bô ghê luôn nè chưa. Đó, nó đèn tới cổ luôn. Đúng chắc cò bô ghê nha. Có sơn bọng như lại đâu nè, bao luôn, bao anh em là 100% là xe này đi đúng đồng hồ ha. 9.300 mấy chục km nè, không tô không xả gì hết. Cờ lít Thái anh em, 150 đường đó, 150 phân khối ha. Đó, giá 68 triệu cho anh em mình, bao gồm hồ sơ luôn ha. 68 triệu là bao gồm hồ sơ anh em mình luôn đó.
Rồi, anh em nào kết dòng này thì alo cho em Trường nha. Số điện thoại của em là 0961 374 375. Anh em có cần thêm thông tin hình ảnh thì inbox Zalo với em nha. Rồi xin cảm ơn người nhiều, bye bye.